Anh muốn được hẹn hò với em. Anh có biết chương trình này tên là chương trình gì không? Real Love, Bad Love, yêu thật, yêu giả là một chương trình thực tế về đề tài tình yêu. Mỗi tập sẽ có 3 bạn trẻ tham gia để tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình, gồm một nhân vật chính cùng 2 ứng cử viên. Và điểm hấp dẫn của chương trình là sẽ có một bạn real love, người thực sự thích nhân vật chính, và một bạn diễn viên làm nhân vật fake love để thử thách tình cảm của nhân vật chính. Cuối chương trình, nhân vật chính sẽ lựa chọn một bạn mà mình có tình cảm đặc biệt để tỏ tình. Nếu lựa chọn đúng ứng cử viên là real love thì hai bạn ra về cùng nhau. Nếu lựa chọn sai ứng cử viên là fake love, diễn viên của chương trình, không ngờ chương trình phũ phàng đến thế, thì sẽ ra về một mình. Nhân vật chính ngày hôm nay là một cô gái vô cùng duyên dáng và xinh đẹp. Đến với hành trình đi tìm tình yêu, cô hy vọng sẽ tìm được người mà khi ở bên họ, cô có thể là chính mình. Phạm Thị Ngọc Hoa, sinh năm 1996, có tính cách ngây ngô và đáng yêu. Hiện đang làm mẫu ảnh, diễn viên tự do và đã trải qua 3 mối tình. Em muốn một người thì tính cách sẽ vui vẻ, năng động, kiểu như làm cho người khác phải vui á, gây được cái tiếng cười cho mọi người xung quanh á. Còn một người thì kiểu trưởng thành, chững chạc một tí. Hai người kiểu hoàn toàn đối lập nhau. Và hôm nay, nhân vật chính của chương trình, Lai Lai Vũ, chàng trai đến từ Thanh Hóa, sinh năm 1997, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m84, hiện đang là diễn viên và mẫu ảnh tự do. Từ trước tới giờ mình đã trải qua 4 mối tình. Mình thì là một con người khá là tự tin trước mọi người. Ưu điểm của mình thì mình nghĩ đó chính là giọng nói và khả năng giao tiếp. Còn nhược điểm thì mình có trí nhớ khá là kém, mình hay quên tên mọi người. Có một số lần thì mình khá là lạnh lùng, mình suy nghĩ khá là lý trí, cho nên là trong chuyện tình cảm mình nghĩ đấy là một nhược điểm khá là lớn. Mình thích tự do cho nên là mình không muốn rằng người con gái của mình cai quản mình quá là chặt. Điều thứ hai mình không thích ở một người con gái đó chính là quá hiền. Mình không thích phụ nữ quá hiền, kiểu như là nó sẽ gây nhàm chán trong một mối quan hệ. Về phần vóc dáng thì vòng tay mình khá là rộng, cho nên mình thích một người con gái có da có thịt một tí, không nên gầy quá để có thể dễ ôm. Mình chú ý con gái ở khoảng 3 điểm. Thứ nhất là mái tóc, thứ hai là ánh nhìn đằng sau lưng, còn thứ ba mình nghĩ đó chính là nụ cười. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào, mình là Phạm Oanh. Năm nay mình 23 tuổi, mình đến từ Đắk Lắk. Công việc chính của mình là diễn viên và người mẫu ảnh tự do. Trước giờ thì mình có trải qua 2 mối tình. Thực ra thì mình cũng 2 năm rồi không quen ai. Cũng có lẽ là sau cái mối tình vừa rồi thì mình cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Thứ hai nữa là cũng chắc là chưa có ai cho mình được cảm giác an toàn, nên mình quyết định là chưa bắt đầu tình mới. Mỗi người bạn trai của mình thì thật ra là vui vẻ, hòa đồng, thích nói, ngoại hình dễ thương một chút. Con gái cá tính mạnh thường khó tìm được tình yêu. Câu nói này liệu có chính xác khi nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một cô gái với tính cách vô cùng mạnh mẽ, sôi nổi và đầy tự tin? Hello tất cả mọi người, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Đỗ Nguyên. Mình sinh năm 1992 và quê quán của mình là Quy Nhơn, Bình Định. Và hiện tại mình đang là ca sĩ tự do, và song song đó là mình cũng có một công ty làm về sự kiện và trung tâm dạy âm nhạc. Thời điểm hiện tại và cũng đã rất là lâu lắm rồi mình không quen một ai cả. Và lý do mà mình đến với chương trình ngày hôm nay là mình muốn tiếp tục hành trình để tìm một nửa yêu thương kia của mình. Nguyên không có một cái mẫu người lý tưởng nào dành cho riêng mình hết. Nhưng mà chỉ có những một hai cái gạch đầu dòng sơ sơ thôi, đó là về ngoại hình thì cũng phải cao hơn Nguyên và ưa nhìn một chút xíu. Tính cách thì năng động nhưng mà đừng nói nhiều nha, tại vì Nguyên nói rất là nhiều rồi. Ở ngoài đời Đỗ Nguyên được đặc biệt danh là thánh nữ thả thính, cho nên là các bạn đừng có mau chóng vội và dính thính của Nguyên nhé, và hãy chờ xem hai cuộc hẹn hò này như thế nào nha. Và hôm nay nhân vật chính của chúng ta sẽ là một chàng trai được mệnh danh là sát thủ trái tim.
Xin chào các bạn, mình là Long. Năm nay mình 23 tuổi, mình đến từ Hà Nội và hiện đang sinh sống ở Sài Gòn. Hiện mình đang làm công việc PT tự do. Mình đã trải qua một vài mối tình. Tuy nhiên với cái tính cách ương bướng của mình thì mình vẫn chưa thực sự tìm được một ai có thể chịu nổi cái tính cách đấy của mình. Cho nên là đó cũng là lý do vì sao mình đến với chương trình này. Chào cậu. Chào anh. Cậu ngồi chờ cậu lâu không? Cũng khá lâu ạ. Hiện giờ thì mình sẽ làm gì đây? Bây giờ chương trình bắt anh và em phải xếp một ngôi nhà tình yêu. Ngôi nhà tình yêu? Đây, đây là anh, đây là em nè. Em có sở thích gì không? Đi chơi, rồi đi kiểu là đi với bạn bè, này, đi nhậu. Đi nhậu? Nói chung là nếu như mà bây giờ mà anh trong chương trình này nó không chọn em á, thì em cũng sẽ rủ anh đi nhậu. Ok, anh cũng thuộc dạng khá là thích nhậu. Đôi 15 thì đi chơi với em. Ok, cái đấy thì chúng ta có điểm chung rồi. Thế thì mẫu bạn trai của em là gì? Cao hơn em 10cm, nhưng mà anh cao hơn nhiều rồi. Ok. Rồi vui vẻ, hòa đồng. Anh có một tí gì nó giống với gu của em không? Như là từ đầu em thấy cái profile của anh thì giống tới 80%. Khác một cái là đầu em không nhuộm thôi. À không, cái gu đẹp của anh thì nó khá là dị. Kiểu như là anh chỉ cần thấy hình ảnh của cái mái tóc thì nó phù hợp với màu sắc thì là được rồi. Kiểu như trong tình yêu thì em muốn có gì, cái gì đấy, ví dụ như công khai hay là cái gì không? Đương nhiên là phải công khai chứ anh. Mà cái của em á, có một cái gọi là em thích khoe người yêu. À, ok. Cho nên là người yêu em mà không công khai thì thôi đừng quen. Với lại em cũng sợ bị cắm sừng á. Em có thích kiểu tiếp xúc skinship các thứ không? Gặp mọi người thì anh thường thường sẽ thích ôm, nắm tay hay là cái gì đấy kiểu đó, kiểu thế. Ôm cả. Em cũng hay như thế, nhưng mà phải những người thân. Kiểu em có hay ghen không? Kiểu người yêu mà ôm một đứa nào đấy. Ôm ai cũng được, đừng ôm đứa em ghét. Ok. Em ghét nhỏ đó mà anh chỉ cần cười nó thôi là em cũng... Anh nên cười nó lên đi, kiểu vậy. À. Em thì mọi thứ rất là rõ ràng, nhưng mà em ghét ai thì em không rõ ràng đâu, tại anh làm gì cũng ghét. Trẻ con ở chỗ đó, nhưng mà kệ đi. Hello Nguyên. Hello, chào anh. Nãy giờ đợi anh có lâu không? Cũng không lâu lắm, tại vì Nguyên cũng có chơi qua. Anh biết là Nguyên rất là tự tin khi về giọng nói nè, về những cái đặc điểm mà anh đã nêu ra thì anh biết là trong lòng của Nguyên nghĩ là chắc chắn là cô này sẽ hẹn hò mình trước đây. Anh muốn thay đổi một chút, làm cho Nguyên có thể là hơi hụt hẫng. Thường thường con trai sẽ có cái là cả thèm trong chán. Đúng không? Thích chinh phục. Cái gì mà mình thích mà mình có được liền á thì mình sẽ nhanh bị chán và cái đó nó không còn sức hấp dẫn với mình. Hay, Nguyên cảm thấy là sau khi nghĩ lại thì nó cũng hay, bởi vì thực sự đối với Nguyên thì nếu mà không phải cái người Nguyên thích thì thực sự là Nguyên cũng hơi bị khép kín. Nhưng mà khi gặp được cái đối tượng mà mình thích thì có thể nói là những cái cảm xúc và những cái hành động của mình nó khác hoàn toàn với hàng ngày. Anh đi có mua được ăn chưa? Rồi. Không biết Nguyên có thích ăn gà rán không? Gà rán. Thực sự là hồi xưa cũng rất là thích, nhưng mà dạo này là ít ăn rồi, tại vì ăn gà rán mập lắm, không có dám ăn. Yên tâm đi, mập chỉ tập lại cho. Ủa vậy là anh mua gà rán hả? Ừ. Ủa mà anh có thấy em khác gì so với trong profile anh nhìn không? Có khác. Khác sao? Rất năng động, rất tự tin, đẹp hơn. Vậy em suy nghĩ rằng là cái công việc của anh á, hàng ngày tiếp xúc khá là nhiều phụ nữ đúng không? Tại sao một năm mấy nay anh không quen ai? Như Nguyên biết thì cái gu nó chỉ là cái bề mặt nổi thôi. Quan trọng nhất vẫn là cảm thấy hợp nhau. Thì trong khoảng suốt một năm đó thì anh chưa tìm được người thích hợp với mình. Và trong khoảng thời gian lúc nãy thì anh nghĩ có thể Nguyên là người thích hợp. Anh có thích con gái kiểu hư một chút xíu không? Không phải là gái ngoan, không phải là em, không phải là một người con gái dịu dàng bình thường và ngoan bình thường. Nói chung là em cái gì đó nó phá cách và nó kiểu nó sống rất là mở, nó khoáng, rất là tay.
Hello cậu. Biết là bánh nào? Không. Bánh là bánh nhân strawberry. Muốn làm không? Muốn cùng làm không? Ok, giờ mình làm gì ạ? Ok, giờ mình ra mình để tao về cho bạn. Nhưng mà như bạn hơi cao quá. Cúi đầu xuống. Thế rồi tới đây mình muốn tìm một người như nào? Mình muốn tìm một người quá. Sao? Hiền là hiền đúng không? Là hiền. Nhẹ nhàng, dịu dàng. Đúng rồi. Tìm được chưa? Thì mình cũng nên tìm đi. Ủa nhà cậu là có mấy anh chị em? Mẹ mình có mình. À là con một chứ hả? Dạ đúng rồi, con một. Ủa nhưng mà tại sao bạn lại thích con gái giọng Hà Nội? Mối tình cũ là con gái giọng Hà Nội à? Tại vì mình nghe giọng con gái Hà Nội á, thích liền luôn. À, con gái Hà Nội thích liền luôn á hả? Nhưng mà cũng nghe cái giọng trầm cảm mà dễ thương á. À, trầm cảm dễ thương, thế giọng tới thế nào? Sao? Bị đánh giá không? Bị cái lắm nó nên là... Hay vậy? Có giống ở Hà Nội không? Cũng giống 90 đó. Cũng 90% là ở Hà Nội hả? Vậy, cho nên là... 99 à? Không má ơi, chị là 99 luôn hả? Đoán được ta, đoán xem bao nhiêu? 96. Thích tuổi bao nhiêu? Thích tuổi xem bao nhiêu? Mình thì thích những người mà hơn tuổi mình khoảng 2-3 tuổi. 2-3 tuổi hả? Chứ mẹ có nói là tuổi nào hợp không? Gia đình mình sống đây kiểu mà thấy lắm. Khi mà bạn gặp mình ý, cái lúc mà nói chuyện đầu tiên bạn cảm thấy như thế nào? Có cảm nhận gì không? Bạn... Sao? Không dữ sao? Có ấn tượng gì không hay là chả có ấn tượng gì hết chưa? Bạn nói chuyện với mình á, thì bạn đưa tính. Vui tính hả? Vui tính. Gì nữa? Nụ cười thân thiện. Nụ cười. Chắc là bạn Diễm có một thân hình khá là cân đối. Giọng nói thì thấy cũng nhẹ nhàng. Mong là bạn ấy hiền lành. Tay rất là lạnh, mong là tim ấm. Anh bây giờ cũng mở mắt ra liền không? À có, anh rất là muốn mở mắt ra rồi. Giờ anh có thể mở nghe em đếm nha. Ok. 3 2 1 Chào em. Mở mắt ra rồi anh thấy em có gì khác thì trong trí tưởng tượng của anh không? À, anh thấy không khác lắm. Không khác lắm là sao? Anh thấy không khác so với trí tưởng tượng của anh lắm. Là xấu hay là đẹp? Nãy giờ anh tưởng tượng trong đầu anh là em xấu hay đẹp? À, nhìn em khá là xinh xắn với lại hiền lành. Nãy em có đọc vào profile của anh là anh thấy anh là thích người phụ nữ là nhẹ nhàng, hiền lành với lại nội trợ. Thì em chỉ được có hai cái tiêu chuẩn đó thôi. Với chung tình, không thảo mai. Còn cái chuyện mà anh thích người phụ nữ là biết hát thì em hát dở lắm. Coi sao nó mình ở đây nha. Hiện tại thì công việc của anh có ổn định không? Công việc anh ổn định, lương tháng thì thu nhập anh cũng ổn. Em trên đây chắc làm việc cũng cực lắm ha. Dạ, nói chung là thời gian nó không có được rảnh nhiều. Nói chung là sáng ngủ dậy là làm từ sáng tới tối luôn. Chỉ có được rảnh một hai tiếng để mà ăn trưa thôi. Vậy anh thoải mái hơn em rồi. Ví dụ mà em có chọn anh thì em bán đồ online kinh doanh mà, anh đi giao hàng cho em thoải mái. Còn với anh được cái tính anh là anh xề xò sống được. Nhưng mà nhà cửa thì lúc nào anh về tới nhà phải sạch sẽ. Dạ. Anh mà về mà thấy quần áo hay gì nè, đồ đạc, chén dĩa rồi nó lộn xộn á nha. Dạ. Anh khó chịu. Dạ. Anh cũng bị rất là khó chịu những cái điều đó. Em giống anh nên là em ít muốn ai ở chung mình lắm, tại cũng không biết là người ta có giống như là mình hay không. Đó nên là cũng khó, em nói chung cũng kỹ với anh vậy. Mà em muốn hỏi là anh có thích đi du lịch không? Trời, anh đi hoài luôn, liên tục. Dạ. Trời, trong năm nay là anh đi tới Măng Đen, anh đi làm từ thiện,
đi hết rồi tôi sẽ để anh giúp. Em cũng vậy, em cũng thích đi. Em và thích đi du lịch nữa. Và đi, nói chung là đi chứ không có muốn thụ động ở nhà một mình. Thích đi làm từ thiện không? Dạ thích, nói chung là đi giúp đỡ người ta thì em rất là thích. Có chương trình nếu mà các cơ hội đến với nhau á thì chắc anh với em là chắc cũng đi thoải mái. Ngày hôm nay anh gặp em mình nãy giờ nói chuyện em thấy em như thế nào? Em là thuộc dạng cái tiếp người mà con gái mà anh đang tìm. Nãy anh gặp em là anh giống như anh vung lắm, nãy giờ nói chuyện anh vẫn còn vung mà giống như thấy mình thích á mà mình không biết dùng những lời lẽ nào mà mình nói để cho người ta chịu mình. Nhưng mà không biết từ anh chương trình không biết anh với bạn kia em chọn ai. Anh hát cho em nghe một đoạn cải lương đi, ngắn thôi cũng được. Nói cho em một đoạn nha. Thì chả hãy giết tôi đi chứ lượng tự làm chi mà không cho tôi cái chết. Chết là để chấm dứt một câu chuyện tình buồn đầy mộng mị hoang khiến. Để tôi dùng bỏ nét nở đời khi đục khoét dần dần trong tim tôi. Sông chẳng khác bọt bèo trôi. Cảm ơn anh. Giờ hai anh nhắm mắt lại đi. Đúng rồi. Thấy nha. Đó. Nhắm mắt lại nè. Ok. Trong cuộc sống có những cái lúc mà thực sự đắn đo và rất là khó quyết định thì cái lựa chọn của hôm nay cũng rất là khó đối với em. Giúp mình luôn á. Ở khi đó là tha cho em nha. Không tới được với nhau thì vẫn là bạn. Vẫn là chia sẻ với nhau như anh nói lúc nãy nha. Chúc okay. Em thành công hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống của mình. Ok. Cảm ơn anh nhiều. Chào em. Em đi trước nhá. Bảo trọng. Anh đi đây. Ok, bye anh. Cảm xúc anh về như thế nào? Cảm thấy rất là may mắn. Và thật sự cảm xúc anh từ ban đầu cho tới lúc này cảm giác rất là cái gì đó giống nhịp tim vậy đó. Nó cứ lên xuống và rất cảm ơn em đã chọn anh. Vậy bây giờ mới đến lúc mà em đau tim nè. Anh cho em hỏi anh là real love hay là fake love? Em anh là fake love. Ok, không có gì, em chỉ hơi hụt hẫng một chút xíu thôi tại vì em cũng có cảm xúc với anh. Bí mật đổi bí mật. Anh còn giấu em làm gì nữa, anh nói luôn đi. Bí mật đổi bí mật nha. Em đã có người yêu rồi. Em đã có người yêu rồi. Em sinh năm 99. Em sinh năm 99. Chứ không phải là bằng chương trình. Ủa làm sao? Cái đó mà chương trình cũng lừa luôn hả? Hai bạn có thể qua lại không? Chào hai bạn. Bây giờ thì mình muốn nghe cảm nhận hai bạn về mình. Thì cảm nhận của anh về Khải thì chắc là Khải là một người khá là nhút nhát đúng không? Nhưng mà được cái là nụ cười rất là đẹp, dễ thương, còn Vi? Cảm giác của Vi dành cho Khải là Khải là một người khá là ấm áp, hiền, dễ thương, đáng yêu. Cảm ơn Vi và An. Sau đây mình xin lỗi một người phải yêu ra về. Mình tặng ly nước này giống như là lời xin lỗi.
sau cái buổi này thì mình mong là An và Khải sẽ bạn có những cuộc hẹn chơi riêng. An thì thực ra là An đến đây chủ yếu là muốn hay là mình có sức hút với các bạn nam hay không? Ừ, nên là bài chào của An thì với những cái đó. Bài chào là Big Love. Bài chào là Big Love. Big Love ở bên kia. Xin lỗi Phương. Cảm ơn. Hôm nay giống như là một cái duyên. Phương với Đức có dịp nói chuyện với nhau, mình có thể là có thêm một người bạn mới. Và rất là chúc mừng Đức tìm được một cái đối tượng phù hợp cho mình. Mình cũng chúc Đức là trong thời gian tới là sẽ tìm được một nửa và đi với mình cùng đi. Cảm ơn Phương. Chúc Phương cũng sớm tìm được hạnh phúc của mình. Và rất là xin lỗi một lần nữa. Em có thể mở mắt ra được rồi. Tặng em. Mong là sự lựa chọn của anh sẽ đúng trong ngày hôm nay. Em thấy thế nào? Em cảm thấy thế nào? Chọn em á thì thật lòng thì cũng rất là hạnh phúc, nhưng mà em xin lỗi anh, em có bạn trai rồi. Mình tên là Quỳnh Diễm, hiện tại thì mình 24 tuổi. Công việc hiện tại của mình là một diễn viên. Mình nhận lời chương trình đến đây á để thử thách tình cảm của Mạng Minh Đức. Em quan niệm thế này về tình yêu? Theo em thì nó không cần phải quá phô trương. Chân thành là đúng. Dạ đúng rồi, chân thành. Nói chung là cả hai người hiểu nhau là được. Có khi hiểu đến mức mà không cần phải nói gì, chỉ cần nhìn nhau thôi là hiểu. Đúng rồi đó, anh cũng muốn vậy á. Em có ngại khi người yêu mình làm nghệ thuật mà phải giả nữ không? Dạ không, em lại thích nó là khác. Tại vì nếu như mà làm nghệ thuật mà có thể biến hóa được nhiều vai diễn thì đó là một thành công mà. Tại đó anh cũng vậy á. Anh quen bạn nữ kia cũng 4 năm thì học đại học y khoa. Anh lớn sân qua diễn viên thì anh giả nữ rồi anh cọ sát cái nữ giới, nam giới nhiều thì anh chia tay. Rồi anh cảm ơn. Ngại quá. Không có sao. Không, nhưng mà trong tình yêu đối với anh nói thật nha. Anh nói thẳng luôn là anh cảm giác là anh rất quan trọng chuyện đó. Cảm giác hợp chuyện đó anh mới quen được. Anh nói thật. Nhìn thì anh cũng nghĩ như vậy đúng không? Nhưng mà cái này thì ai cũng rất là mỗi người có một suy nghĩ mà. Ví dụ một thằng con trai mà yêu một người con gái vì vấn đề đó quá là sống là tốt. Nếu mà vì vấn đề đó mới yêu là dẹp. Yeah. Yêu nhau mình cùng xây đắp thì nó mới kiểu như là thì nó sẽ góp thêm cho cái tình yêu thì ok. Nó là như vậy đó. Anh hiểu em không? Hiểu. Anh hiểu em là được rồi, đừng có hiểu sai ý em là được rồi nha. Thôi bỏ qua vấn đề đó đi. Ở đây mình chỉ nên thưa thôi. Không, nhưng mà nói trước như vậy cũng ok. Vậy đi cho nó dễ nói chuyện hả? Cậu thấy nóng á? Nóng, tôi thấy rất là nắng. Nó chậm hơi cậu nhé. Ok. Chưa làm việc này bao giờ cho ai cả nên thôi. Cậu có cần tớ chậm với cậu không? Ok được, sao? Tại vì tớ cũng không đánh phấn đâu nên cậu cứ chậm thoải mái. Không trang điểm à? Không, không trang điểm. Hồi sáng mẹ tớ bảo tớ là con nên đi make up đi cho đẹp để giành giật các kiểu. Mẹ tớ bảo là nhà tớ chả thiếu gì hết, chỉ thiếu mỗi con rể thôi. Trời đất, đây là đe dọa cậu ơi. Đúng rồi. Đây đang là đe dọa á. Tớ tưởng mẹ cậu đang ở ngoài kia thì không. Ra chào mẹ luôn. Ra chào mẹ luôn, xong rồi tớ dẫn cậu về luôn nhá. Nếu cậu có khả năng. Sau khi nói chuyện thế này thì cậu có cảm nghĩ gì không? Thật ra thì tôi thì chỉ mê mỗi giọng nói của cậu. Giọng nói á? Ừ. Tôi nghe bảo là cậu nói cũng khá nhiều vui tính, nhưng mà thế ra đây tôi nói nhiều hơn cả cậu ấy. Ừ. Hình như là tôi đang bị lép vế á. Tại vì tôi hay đi livestream cho người khác ấy. Kiểu như nói chuyện một mình với một cái màn hình ấy. Và lúc nào cũng làm người khác cảm thấy dễ chịu ấy. Hoặc là người ta không nói được thì mình sẽ nói. Như vậy. Cậu cười tôi xem nào. Cậu cười tớ xem nào. Thì nãy giờ cười tớ toàn cười mà tớ đâu có khóc đâu đúng không? Tại vì tớ thích có con gà. Có nụ cười đẹp. Chẳng lẽ bây giờ tớ nhìn cậu tớ cười tớ bảo là anh ơi chở em đi hả? Ánh mắt của cậu mình nghĩ đang biểu lộ như thế đó. Ánh mắt cậu.
cũng chẳng phải là món quà gì to tát cả, nhưng mà anh muốn tặng em ngày hôm nay nó tượng trưng cho tình cảm của anh dành cho em. Thích không? Trước khi ngủ em phải tưởng tượng đó, nó là anh. Thì phải biết nâng niu và chiều chuộng nó, nghe chưa? Tất nhiên rồi, quà anh tặng thì em phải nâng niu rồi. Anh muốn làm cái điều mà em làm với bạn trai kia, không cho phép không? Thì em chọn anh rồi mà. Anh mở mắt được rồi đó. Cảm giác nó như thế nào? Vui không nói nên lời luôn. Tại vì nói chung là anh cảm giác là khi mà tiếp xúc với em thì anh muốn được em sẽ chọn anh, và anh tin chắc điều đó được khoảng 70-80% từ cái cách em nói chuyện với anh rồi. Ý là không phải là tự tin mà đó là cảm giác giống như thân thuộc, là kiểu giống như là một nửa mình tìm kiếm bấy lâu nay gì đó. Thì sau chương trình này thì anh hy vọng là chúng ta sẽ được gắn bó với nhau lâu dài hơn, và nếu có thể thì sẽ hợp nhau, mình sẽ tiến tới hôn nhân và sinh cho nhau những đứa con trong gia đình em nhỉ. Anh có chuẩn bị một món quà, nó có thể là không giá trị về tiền bạc nhưng mà nó giá trị về tấm lòng dành cho em. Thì anh có mua một cặp, là một cặp gấu nam, gấu nam và gấu nữ. Thì em giữ một con gấu nam đi, anh sẽ giữ một con gấu nữ. Thì khi em nhìn vào con gấu này, coi như gấu nam này, em tưởng tượng em nhớ về anh, nhớ là món quà mà anh ngày đầu tiên gặp em anh đã tặng cho em. Hôm nay cũng là cái ngày là khá đặc biệt để mà có thể là tiếp xúc và nói chuyện với anh. Cảm ơn em nhiều nha, vì đã lựa chọn anh. Sẽ không làm em thất vọng đâu. Chúc mừng Nguyễn Mộng Anh chọn đúng tình yêu nhất. Chúc cho đôi bạn trẻ sẽ có một tình yêu quý bạn và đến với bờ hạnh phúc. Xin chào mọi người, mình là Hoàng Misa. Hiện tại mình tới đây để tìm kiếm được một người thật sự hiểu mình và đi đến được mối quan hệ lâu dài. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Hằng Nghi. Khi mà mình mất đi cái niềm tin đối với mối tình trước thì mình tham gia chương trình này cũng muốn là biết là mình nghiêng về phái nào, mình đặt tình cảm vào đâu. Em là Thích Lớp. Thích Lớp, Thích Lớp. À, ok. Vậy thì đây, món quà của anh. Em cũng có một chút tiếc khi là Thích Lớp, nhưng mà nếu mà bạn chọn đúng Real Love thì em vẫn vui. Nếu mà nói về hối hận khi mà em có tình cảm với bạn nam thì em nghĩ là không. Giống như là ăn khi đói mà mình yêu thì mình phải nói thôi. Bây giờ em muốn hủy vai trò là Thích Lớp của em để em được tỏ tình với anh. Anh có đồng ý không? Thật sự anh đang bị hơi hồi hộp. Ok, ok. Anh hãy giúp thầy tìm. Em tỏ tình anh mà em không cùng. Khi mà Nghi quyết định bỏ cái vai trò Fake Love để đến với mình thì đó lại là một cái điều khiến cho mình rất là vui và mình cảm thấy thực sự bị xúc động. Bây giờ em nói với anh em hủy vai trò Fake Love để em hẹn hò với anh á, thì em nghĩ là lời nói chắc không đáng tin đâu. Nên em nghĩ là mà thôi anh nhắm mắt lại đi. Em sẽ hành động nha. Đốn tim tôi rồi. Thường anh sẽ là cái người mà đi tỏ tình người khác. Cũng có người khác tỏ tình nhưng mà kiểu anh vẫn thấy run khi mà nó trực tiếp như này. Dạ. Nó hơi bị choáng ngợp ấy. Anh nghĩ anh sẽ đồng ý. Nó cái cảm xúc của mình nó hợp thì ok, mình sẽ tìm hiểu nhau. Dạ. Để xem mọi thứ đi đến đâu. Ok. Một chương trình trò chuyện tư vấn hoàn toàn mới, nơi những bạn trẻ sẽ gặp gỡ những người cố vấn đặc biệt. Em phải đem lại cho người ta cảm giác một cái sự nhiệt huyết.
người mà không có học mà làm vậy là rất là hay rồi. Những người đã và đang vượt qua những khó khăn, rào cản để theo đuổi và xây dựng sự nghiệp của mình. Em chỉ là đóng những cái vai cầm cờ chạy ra chạy vô thôi. Em là vòng 1 nhưng mà vòng 2 em rớt. Bí mật hạnh phúc, nơi những câu chuyện của chính mình và nỗ lực của bản thân được chia sẻ để trở thành động lực cho ai đó. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.